Những tư liệu, hiện vật gắn với lịch sử 90 năm của Tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang được giới thiệu tới công chúng. Thông qua 3 chủ đề, lịch sử hình thành, từ nhà Bắc Cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chặng đường mới, công chúng có cơ hội hiểu rõ hơn về một trong những công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông Dương, một phong cách kết hợp độc đáo giữa phương Đông và phương Tây. Trải qua gần một thế kỷ đến nay, kiến trúc tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, giữ đúng công năng sử dụng. Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến tháng 3 năm 2023.